Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Bê Quyết Đánh nha. Và lâu lắm rồi mình không làm một video về Minecraft. Và hôm nay chúng ta sẽ có một video Minecraft. Nên là các bạn đừng quên bấm nút like video, bấm đăng ký kênh để mình đang xem quảng cáo nhé. Hẹn ốc vào đây làm video lại chẳng thấy ốc đâu nhỉ, ai phải đi tìm ốc mới được. Lần đầu tiên trái thanh long có trong mì tôm. Lần đầu tiên mì thanh long mang theo lời nhắn tình yêu. Lần đầu tiên trái thanh long có trong trà sữa. Thôi các bạn đừng nghe đau hết cả đầu, hết TikTok rồi. Bây giờ vào Minecraft ông cũng hát cái bài này. Anh đúng là bị ám ảnh luôn. Có bạn nào bị ám ảnh thì bình luận ở dưới cho anh biết với nhá. Bây giờ anh sẽ thả những con quái vật anh vừa mới chế tạo ra. Những con quái vật này đã xuất hiện trong tựa game Zombie là anh chơi ở trên kênh Bê Quyết Đánh TV ấy. Nếu bạn nào chưa xem qua xem nhá. Đây rồi, đầu tiên là mình sẽ thả con này ra các bạn ạ. Các bạn nhìn nhá, đảm bảo nó sẽ cắn ốc. Lần đầu tiên Mi Thanh Long hết hát luôn từ đấy. Này thì suốt ngày hát mì thanh long này, cái đồ ốc đại ngốc này suốt ngày bắt trend TikTok. Nào, cái gì đây? Đây là những con quái vật anh chế tạo ra, trông nó cực kỳ kinh luôn các bạn ạ. Đấy, đấy giờ, nó đang đi cắn người dân làng, các bạn xem mặt nó này. Hóa ra là anh cho anh em, sao anh lại cho anh em? Tại em suốt ngày hát mì thanh long, mà em đã theo dõi kênh TikTok mới của anh chưa? Mới à? Em tưởng là anh có kênh TikTok BQ Thành 96. Thành 96 Thành BQ. À, 96 Thành BQ. Bây giờ anh làm kênh TikTok mới là 12 BQ Thành nữa để quay TikTok với em được chưa? Wow, tuyệt vời. Quá tuyệt vời, các bạn hãy nhớ follow kênh TikTok mới của anh BQ Thành để xem nhiều video của bọn mình nha. Okay. Ốc nhận ra cái con quái vật kia là ở trong tựa game nào mình chơi được không? Tựa game Joy View ở trên kênh BQ Thành TV đúng không? Đúng rồi. Ui con này ghê lắm, em thấy cái răng nó nhìn trông giống mồm BQ Thành lắm. Mồm mẹ mình có, con này là một con sâu không đùa được đâu. Và có rất nhiều con sâu khác anh cũng tạo ra đây này. Con này sâu này trên đầu nó cắm cả cái kẹo đây này. Ôi giời ơi, mấy cái con sâu này bây giờ đâu có hot đâu. Bây giờ em thấy hot nhất là phim hoạt hình The Amazing Digital Scissors đấy. À thế hả? Thế thì anh cho em xem nốt mấy cái con anh chế tạo này, nó cũng đẹp mà. Con này thì mắt lồi, một mắt thì không bị lồi này, trông ngu như mặt ốc vậy. Thôi đi, anh chắc là chẳng chế tạo được ra những nhân vật trong phim hoạt hình đấy nên anh mới lừa em vào mấy cái con sâu ngớ ngẩn như này á. Em thấy anh đúng là phèn. Đây mà là con sâu à? Đây là con Kitty Bitty. Kitty Bitty cái gì chả liên quan. Còn con này là chùm cuối trong tựa game anh chơi đây, chính là con. Con Joy. Không phải con Joy mà con Uli Bully. À Uli Bully, con này lấy cảm hứng từ nhân vật Huggy Wuggy đây mà. Kia cái tên là thấy giống rồi. Được rồi, ông muốn anh chế tạo ra những nhân vật ở trong phim hoạt hình đấy đúng không? Đợi anh một xíu, anh đi chế tạo, tí anh quay lại đảm bảo sẽ rất là lợi hại nhé. Đợi anh có mà 2000 năm nữa. Không bao giờ 2000 năm nữa luôn. Bây giờ anh trốn vào đây luôn. Đây đợi anh một xíu. Các bạn đợi một xíu nha, anh chế tạo. Anh không thể để ốc và các bạn chê cười anh được. Hôm nay sẽ chế tạo những con đấy. Cái con sâu kia nó còn dính anh nữa. Thôi kệ nó đi. Này mày có biết là trái thanh long lần đầu tiên có trong mì tôm không? What the hell. Lần đầu tiên trái thanh long mang theo lời nhắn tình yêu, mày có biết không? Ta sẽ tẩy não mày bằng mì tôm thanh long. Lần đầu tiên trái thanh long có trong mì tôm. Lần đầu tiên mì tôm có chứa trái thanh long. Xong rồi, anh đã chế tạo xong rồi các bạn ơi. Ủa ốc đâu ta? Lần đầu tiên nhá, trái thanh long có trong mì tôm nhá. Lần đầu tiên trong mì tôm có trái thanh long nhá. Cái gì thế? Cái gì đây? Em đến bây giờ còn tẩy não con này bằng cách là bây giờ nói cho nó mì tôm thanh long à? Nó thích ăn mì tôm thanh long ấy, em bảo thế. Nó bảo nó màu hồng nên nó thích ăn mì tôm màu hồng. Chỉ có em như thế thích không? Em suốt ngày bị nhiễm TikTok thôi ạ. Thế anh đã chế tạo được chưa? Em thấy anh có vẻ là nhanh đấy. Hay là anh lại bốc phét ra đây bảo em là ui khó quá anh không làm được đâu. Ui ông ơi, quả nhiên anh cũng bảo như thế. Anh bảo ui ông ơi khó quá anh làm được xong hết rồi. Nghe chưa kinh đấy đâu đây. Xem con đầu tiên à? Con đầu tiên là phải đưa tiền đây. Làm gì có tiền, có bông hoa này, cho bông hoa. Được rồi, mặc dù là anh không biết hết những cái con này có ý nghĩa như thế nào và nó có tính cách như thế nào, nhưng anh đã tạo ra hết bằng cách là anh lên mạng để xem trên YouTube, chưa? Không sao, em là người rất hâm mộ phim hoạt hình này nên là em đã biết hết những bạn này tên là gì và tính cách các bạn ấy như thế nào luôn. Được rồi, thì bây giờ anh sẽ thả ra và em cũng giới thiệu các bạn xem là nó có tính cách như thế nào nhá. Ok. Đây, đầu tiên là nhân vật rất là nổi tiếng luôn. Ô anh đâu rồi? Anh ở đây này. Anh đi xa thế?
Rồi lại nhá. Lần đầu tiên à, chết rồi, tí đây là lần đầu tiên trái thanh long của chúng mình bị nhiễm. Nhưng tí bị tẩy não luôn rồi. Đây nào. Lần đầu tiên anh sẽ thả ra cái con này không? À, em sẽ cùng các bạn là bình luận xem, giới thiệu cho anh con này nó có tính cách như thế nào nhá. Đâu? Đây là nhân vật cực kỳ nhân vật chính. À đây là Pomni. Pomni này là một cô gái 25 tuổi, cũng chính là nhân vật chính của cái bộ phim này các bạn ạ. Pomni bị đưa đến thế giới kỹ thuật số sau khi vô tình đeo một chiếc kính thực tế ảo rất là kỳ lạ. Đây này, đây này. Đấy. Ồ, thế à? Hello Pomni, bạn có bị ngu si như ốc không? Này, bố mình nhịn lâu lắm rồi đấy nhá. Bố có sợ ơi. Ôi, con sâu cắn Pomni rồi. À. Rồi, Pomni chạy đi. Để mình đánh con sâu cho. Con sâu cắn Pomni. Mình sẽ bảo vệ bạn Pomni. Rồi sao? Con sâu đuổi cắn thôi con sâu. Đánh con sâu đi, đừng để con sâu đánh Pomni. Thôi không sao đâu, Pomni kiểu gì bị sâu ăn thịt, con sâu của anh nó lợi hại lắm. Đấy, biết ngay mà. Rồi. À, nhân vật tiếp theo, từ để im anh tiêu diệt hết mấy con quái vật này đã nhá các bạn ơi. Không còn nó sẽ ăn hết mấy cái con anh thả ra và các bạn không xem chiêm ngưỡng được đâu. Đánh luôn. Đây thả lại Pomni. Đấy, Pomni đẹp mê ly luôn. Cực kỳ cute, trông bạn này có vẻ buồn buồn và nhút nhát nhỉ. Con quái vật anh đuổi bạn ấy chả làm gì, bạn cứ chạy thôi. Ờ đúng rồi, bạn ấy đang méo méo tại vì bạn đang tìm cách thoát khỏi thế giới thực tế ảo đó. À, thế là còn nhân vật này, tên nhân vật này là cái gì đây? Đâu? Zubo. Hả? Gì vậy? Đấy, Zubo trông cực kỳ là đẹp đấy. Zubo đúng rồi. Bạn này là một nhân vật có đầu hình tam giác cùng với phần thân rất là kỳ lạ, với tay và chân và cơ thể đều khác nhau hoàn toàn. Zubo khá là khó tính và khó chịu khi có thứ gì trái ý của Zubo. À. Are you kidding me? Thế là chàng trai khó tính à? Đúng rồi, chàng trai khó tính. Cái đầu hình tam giác luôn các bạn ạ, giống cái đầu ốc hình vuông. Cái đầu anh thì không hình vuông, chắc cái đầu anh chẳng Minecraft hình vuông gì. Ôi các bạn ơi, bê quỳ thành tàu lao thật đấy. Ô trên vai có cái lược à, đây là giống kiểu cái kẹo hay cán ô này. Nói chung là mỗi một bộ phận lại là một cái gì đấy ghép vào thành cái người của bạn này. Người trông như cái bánh rất là cute hồn me luôn. Còn nhân vật này, đâu? Zengatha. Really nigga? À Ragatha. Ragatha. Ragatha thì là một cô gái 30 tuổi rồi các bạn ạ. Cô ấy thì rất là lạc quan với tất cả mọi người và cô luôn luôn cố gắng giữ cho mình tránh khỏi cái sự hoảng loạn. Hoảng loạn à? Hoảng loạn. Cô này có một cái mắt hình cái cúc này. Hả? Ờ đúng rồi. Đấy, cute thế này còn gì. Trông đúng như kiểu người lớn tuổi, 30 tuổi mà lạ. Ờ 30 tuổi đó, cô ấy già rồi, không có trẻ con đâu. Làm gì có trẻ con nhớ. Đây, thế còn nhân vật này, Kinger. Đấy, thấy chưa? Nhân vật Kinger là một người đàn ông. Đó, đấy là một người đàn ông nha các bạn. Có cơ thể là một quân vương. Quân vương à? À không phải quân vương mà là quân vua. Quân vua. À cờ vua. Đúng rồi, cái quân vua ở trong cờ vua ấy được làm bằng gỗ với chiếc áo khoác ngoài có màu tím này các bạn này. Ông được tiết lộ là người đã ở rạp xiếc lâu nhất ở trong cái tập thử nghiệm nha. Được của nó đấy. Ai à, ông này ở trong cái tập thử nghiệm này. Người ta gọi là lão đại đó. Lão đại đó. Đúng rồi. Sợi, trên đầu có hai cái mắt chố lồi ra trông buồn cười các bạn. Cái nhìn quân nhìn. Quân cờ vua đấy. Ờ đây, thế còn con này. Đâu? Gengo. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Con này Gengo là con gái nha các bạn. Nó là con gái à, đúng rồi. Cô gái còi xương suy dinh dưỡng hả? Thế mới đúng xương rồi. Xương. Đây là một cô gái 26 tuổi có cơ thể là một cuốn ri băng đỏ với chiếc mặt nạ bày tỏ cảm xúc. Cô ấy có tâm lý bị khủng hoảng rất là nặng các bạn ạ. Và Gengo được tiết lộ là chỉ có hai chiếc mặt nạ là vui và buồn để bày tỏ cảm xúc thôi. Thế là đây đang vui nè các bạn. Đúng này. Ôi, đấm phát buồn luôn. Đây, đấm phát buồn luôn. Khóc rồi. Khóc nhẹ trẻ thi hoặc cô đi về bú tí. Cười lên đi bạn ơi, mình đấm bạn phát nữa nè. Bị đen à? Thôi đừng đấm ra nữa, sao nó lại khóc nhẹ trẻ thi gọi cô về bú tí thì chết. Đây. Thế cái gì nữa? Con này là con gì đố biết. Ây giời ơi, đây là Kenny, là chủ của rạp xiếc các bạn ạ. Ây da. Đây là boss chủ, không? Có một cái mồm đấy không? Cái mắt để trong hai cái mồm, hai hàm răng. Đây là một thực thể trí tuệ nhân tạo, có khuôn mặt là một hàm răng với hai con mắt khác nhau.
ông này hành hạ và bóc lột các nhân vật trong rạp xiếc bằng cách cho họ chơi các trò chơi mạo hiểm, nguy hiểm. Nhưng ông ấy cũng không cố ý hành hạ bọn họ đâu, chắc chỉ vì lợi nhuận thôi. Nhưng dù sao ông này là ông người xấu rồi, bắt mọi người như thế là không được. Kiểu như là vì kinh doanh á, đúng không? À, phải việc kiếm tiền, ông này đặt việc kiếm tiền lên hàng đầu các bạn ạ, như thế là người xấu rồi. Ông ấy là chủ rạp xiếc mà, nên ông ấy phải kiếm Thì Bubble như kiểu một con ma, nó hình dạng lơ lửng tàn hình các bạn. Khiếp, Bubble là con ma hả? Này, có một cái răng cái mắt thôi. Còn cái đầu nó khối vuông và tàn hình nữa ốc này. Ui, anh nó chết toi rồi. Chết toi rồi. Bubble này thì mình hiện tại chưa có dữ liệu các bạn ạ. Các bạn nào mà xem chương trình hoạt hình này thì các bạn hãy bình luận cho mình biết Bubble là một nhân vật như nào nha. Còn một nhân vật này rất là đáng sợ, đảm bảo ốc chưa biết luôn. Ôi, cái gì đấy? Cái gì đấy? Một thực thể tà ác cực kỳ là đen tối luôn. Ôi chứ nhưng mà nó biến mất rồi, sao lại biến mất nhỉ? Chỉ có cái ông chủ của dạp xiếc này mới có thể tiêu diệt được nó. Đâu đâu lại thế nào? Tên nó là Abjected. Ui kinh nhỉ? Nói chung là phim này có rất là nhiều nhân vật khác nhau các bạn ạ. Nhá, bây giờ anh thử giết tất cả lại đây nhá, anh thả riêng ra cho các bạn xem này. Đây, thế còn nhân vật này là gì hả ốc? Đây là Jax các bạn ạ. Jax là một thanh niên 22 tuổi, cậu ấy có tính cách khá là ngạo mạn và vô cùng tinh quái, luôn luôn thoải mái và vui vẻ bất kể khi nào mà có chuyện gì xảy ra. Bảo sao cái mồm lúc nào ông cười, bạn lại thỏ đúng không? Đúng rồi, tinh quái ấy, tinh quái đấy. Bây giờ nhá, anh thả lại cái con quái vật si đèn đèn đen xì xì lúc đấy, nó sẽ xâm chiếm và làm những cái con này biến thành quái vật luôn, thấy không? Đúng rồi, ui, giật luôn. Người giật. Mấy bạn này đã bị thế lực khắc ám xâm chiếm cơ thể rồi, mau thả ông chủ rạp xiếc ra để ông ấy tiêu diệt con kia đi. Chỉ có ông chủ rạp xiếc mới tiêu diệt được cái thế lực này. Này như kiểu máy trò chơi cái gì á, trông kinh quá các bạn. Các bạn biết con này nó xuất hiện như thế nào và mục đích nó xuất hiện là gì ở đây, để làm gì không? Anh thấy nó trên mạng này, anh tạo nó luôn. Mau thả ông chủ ra đi. Không, bây giờ thả Pomni để Pomni bị nhiễm luôn này các bạn này. Nhiễm luôn. Xong một hồi thì nó biến thành con kia. Đúng rồi. Xong rồi giật thì nó đã được nhân bản. Giờ mình có hai thế lực khác ám. Để ý xem Pomni có bị biến thành con đấy không nha các bạn. Có đấy, em thấy nó giật, nó đang biến đổi bên trong ấy. Ghê quá. Bùm này. Bùm. Nó mất một lúc. Quế. Rồi các bạn ạ, nếu mà con này xuất hiện đấy, biến thành con kia luôn rồi. Pomni biến thành con kia rồi. Thế là khi con đen đen này nó chạm vào bất kỳ một nhân vật nào trong cái bộ phim hoạt hình này thì đều sẽ biến thành cái con đấy. Mau lấy ông ấy ra để ông ấy tiêu diệt đi. Ui, anh định biến tất cả thành thế lực hắc ám mà. Anh biến hết thành hắc ám luôn, thế lực hắc ám luôn. Rồi ông chủ rạp xiếc này thấy không? Ông ấy có thể trừ tà. Quật phá luôn. Ông ấy có cây gậy trừ tà các bạn ạ. Và kể cả những người đang bị nhiễm nha, nếu như mà có ông này là ông này đập một phát gậy là cũng tỉnh lại luôn. Đây này, nếu không tí thì ông cờ vua cũng bị nhiễm này. Sợ thật các bạn ạ. Đây, ông này chỉ cần dùng cây gậy quật một phát là chết qua luôn. Đấy. Thấy chưa? Vậy hôm nay đã tạo hết ra những cái nhân vật mà ốc và các bạn yêu cầu trong bộ phim hoạt hình đấy rồi. Đúng rồi, Bê Quỳnh Thành đúng là không hề nói phép. Anh làm gì có bốc phét như ốc đâu mà chỉ có ốc mới bốc phét thôi. Thế bây giờ anh thử muốn cho cái ông chủ rạp xiếc đấu với cái con Warden xem là ông đấy mạnh hơn là con Warden mạnh hơn nhỉ. Đây. Ui, ông ấy mạnh đấy. Ông ấy quá mạnh luôn các bạn, đã có Warden ra ông cho một trưởng quy tiên luôn. Ui, mạnh quá rồi. Xong đi luôn các bạn ạ. Thế thì bây giờ anh thả cái con sâu và vài cái con trùng cuối ở anh mới tạo ra xem nào. Sâu màu tím mộng mơ, đây. Ôi, ông này còn là zip rồi các bạn ạ. Nghĩa là chạm vào cái gì ông chỉ cần dùng cây gậy phép thuật, sức mạnh của ông ấy là ông ấy có thể tiêu diệt được đây. Ôi trời ơi, thôi. Không phải đối thủ luôn các bạn ạ. Để Kitty Bitty xem nào. Rồi. Và ông này thực sự rất là mạnh vì ông này có thể là ăn mì tôm thanh long rồi các bạn. Người ông ấy đỏ đỏ như thế này chứ. Rồi, có lẽ là ông này ông trùm cuối có thể thắng được tất cả mọi thứ chỉ với cái cây gậy phép thuật của ông ấy. Ông ấy có một phát con gì tạo ra cũng chết, mà con quái vật mạnh nhất ở trong Minecraft cũng sẽ bị hy sinh thôi. Còn bây giờ video này khá là dài rồi nên là mình sẽ dừng video tại đây thôi. Và nếu các bạn biết những nhân vật nào nữa mà mình thiếu hay là những con nào có tính cách như nào thì các bạn nhớ bình luận ở dưới nhá. Có thể tụi mình chưa xem hết nên tụi mình có thể là thiếu nên các bạn thông cảm cho tụi mình. Còn bây giờ bye bye, hẹn gặp lại bạn video sau. Bye bye.